hủ là hủ tứ gõ đây. Ăn vô là mê say, ghiền thì khó bỏ đây. Ngon và rẻ quá trời ghê ba, ngon và rẻ quá trời ghê ba. Vô 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 vô. Anh được, anh được. Vậy đi gấp việc đi, chứ em thấy anh bán hủ tứ gõ hoài phí quá à. Anh đâu biết gáp gì đâu mà ơi, gặp đọc chơi chơi mà. Mà nói thiệt không? Thiệt chứ sao anh? Anh không tin hả? Thôi lên đó gặp mấy ổng rung 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 giáp được rồi, giáp mà giáp chết luôn. Thôi ba nha. Ui gì mày, anh Tư dặn không lấy hành mà sao lấy quá trời á. Dặn không được vớt ra có gì đâu. Mày hả con, gãy hả con, nè con cái nhà nó đem ra, đem ra tôi búng mày luôn. Bán ơi, không lo bán tối ngày game game game. Ủa này lạ ta, bán ế mới chơi game. Không lẽ là giờ tao làm sẵn 10 tô tiếu tao để đó cho má tao ăn hả? Bán thiếu 10 tô hủ tiếu anh ơi. Má nhỏ nào vô duyên, chắc dến nồi nước lèo vô đầu nó quá. Anh được, anh đi. Bà nội tao tới. Thảo tới thăm anh hả? Không thăm anh, không lẽ thăm anh Nghi à? Ai, mà hôm nay bạn ế lắm hay sao mà hai người nói chuyện vui thế? Rồi, để em hiểu sao mày quen được nó luôn. Em hỏi đàng hoàng mà. Đàng hoàng không? Ủa, công em mua quà cho hai anh á. Ôi, nay có quà luôn hả? Có chứ. À, xin lỗi nha, nãy giờ anh giỡn thôi à. Ừ, em không chấp anh đâu. Chắc anh cũng có quà hả? Tất nhiên, em mua quà cho anh được, mà anh lúc nào cũng dính với anh được. Không lẽ em mua quà cho anh được mà không mua quà cho anh á, có mà anh tủ thân chết. Trời ơi, em thực tế thì ngon. Hai đứa mày hợp nhau lắm luôn á. Biết hai anh mê nghề nấu hủ tiếu á, cho nên hôm nay em đi Mỹ Tho với ba, em mua cho hai anh hai tô hủ tiếu này á. Anh thích không? Hả? Thích. Biết ngay là anh sẽ thích mà, trời ơi, em nghĩ mãi mới ra đấy. Ý nghĩa nhỉ? Cho tôi hủ tiếu đi. Hủ tiếu đây bán chứ không có cho. Mua thì người ta bán, không thì thôi. Chị bán tô hủ tiếu đi. Ấy ăn hủ tiếu đặc biệt không? Có hủ tiếu Mỹ Tho nè, lấy giá hủ tiếu gõ. Nói chuyện với khách này nói vui vẻ lên chứ cọc 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 như sao được. Vui cái nào? Dạ anh trai ăn gì anh trai? Cho tôi tô không hành đi. Rồi có luôn, hủ tiếu không hành và không hẹ. Ngon ghê, mày làm cho nhanh để ánh ăn. Nó nê, mày phải chịu ảnh cho cuộc đời này nó nể. Hủ tiếu huyền thoại của thằng em này ngon ghê. Gì dí. Vui nó khác với khùng nha mày. Cãi tao mày. Cậu thanh niên này thật là đáng để. Này cậu thanh niên ơi, thí dụ như mà tôi không ăn cay thì sao? À, nếu không ăn cay thì không mất và không tiêu. Nhạc mà không biết thì không tới và không phiêu. Hủ tiếu tươi vui nếu anh thích thì em chiều. Vì đời vui cười không đắng cay nha anh yêu. Đây là Đức Huệ không có đường Phạm Văn Chiêu. Có ăn ớt không? À không. Đó hên quá chưa bỏ. Đâm tao hoài mày. Ví dụ không à. Ăn ngon anh trai. Anh. Anh, chắc thủ anh đi không nguội. Ba không biết lấy mua cho anh ăn đâu. Anh xin lỗi nha. Anh không có muốn mình phải lén lút vậy hoài đâu. Khổ quá. Cho tô hủ tiếu gõ đi. Ở đây bán chứ không có cho. Sao ai tới đây cũng xin. Ba. Dạ chào bác. Dạ bác ăn cái gì? Ở đây bán gì tôi ăn đó. Ở đây có hủ tiếu, mì nuôi với bánh canh. Bác ăn cái gì? Có ăn bám không? Sao kỳ vậy? Cậu cho con gái tôi ăn hủ tiếu hoài mà cậu không thấy ngại sao? Ba ơi, con ăn ở đây con có mất tiền đâu. Con ngại thôi chứ mắc gì anh được ngại. Chưa tới lượt con. Ý của tôi á là cậu không ngại những người xung quanh. Người ta nhìn vô, người ta nói cậu lợi dụng đứa con gái của tôi để ăn bám gia đình của tôi đó. Ba ơi, ba đi về trước kìa, tí con mua về con mang về cho ba. Ba mà để con tiếp tục qua lại cái thằng hủ tiếu gõ này, có ngày tôi nói gõ lên đầu ba lúc nào không hay. Con hiểu chưa? Cậu quen con gái của tôi rồi, cậu định tương lai sau này á, cậu lôi nó ra đứng giữa trời nắng trời mưa này tiếp tục bán hủ tiếu gõ với cậu hả? Rồi con gái của tôi đi ở nhà thuê, nhà mướn hay ở đâu? Rể, nhà ông bự vậy không lẽ không nhét được xe hủ tiếu? Dạ bác ơi, con không có để Thảo khổ đâu. Giờ con có cực cỡ nào cực con cũng không có để Thảo khổ đâu bác. Bác tin con đi. Tin những thằng đầu đường xó chợ nói bằng cái miệng như cậu đó hả? Tôi hỏi cậu nè,
cậu đã hoạch định gì cho tương lai của con tôi chưa? Một ngày cậu bán được bao nhiêu tô hủ tiếu mà đòi lo cho con gái của tôi? Hên bán được hơn 50 tô. Ba ơi, ba đừng có làm khó anh ấy nữa. Khi nào á mà một ngày cậu bán được 300 tô hủ tiếu đi, rồi lúc đó hãy nghĩ tới chuyện quen con gái của tôi nha. Còn con, đi về. Nhớ đó. Chị hủ tiếu cho đã, vô chửi quá trời luôn, cuối cùng không ăn. Ghét. 300 tô. Tao sẽ cho ông thấy Thảo không có chọn sai người. Mày hiểu ông nói gì không vậy? Tính tiền hai cậu ơi. Dạ, của anh 20. Không, phải ráp chứ. Ráp cái gì vui 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 giống nãy cay rồi. Ấy, nó đang vui không? Nào nó vui nó mới ráp. Nó mới bị sàn trận rồi giờ kêu nó ráp nữa. Xin lỗi. Có tôi chửi nè nghe không? Hai cậu thanh niên ơi, nãy tôi đi vội quá nên quên đem bớt tiền rồi quên cả điện thoại. Nên có gì để tôi về nhà tôi lấy tiền rồi. Cái bài này quen quá rồi, đừng có bày đặt về nhà lấy tiền nữa. Về nhà xong quịch luôn đúng không? Rồi. Cái mặt tôi như gì mà ăn quịch một tô hủ tiếu này à? Cái mặt hiện lên nguyên chữ quịch luôn rồi kìa. Thôi bữa nào anh ghé anh ăn rồi anh trả sau cũng được. Cậu thanh niên đây quả là một người tốt bụng. Tôi tin rằng may mắn sẽ đến với cậu. Còn số tiền của tô hủ tiếu này tôi nhất định sẽ gửi lại cho cậu. Yên tâm nha. Sống phải có niềm tin nha. Má, 300 tô hủ tiếu mà tô nào cũng thiếu như cha này chắc dẹp tiệm sớm quá. Rồi tính sáng mai làm gì chưa? Chưa biết nữa. Nào tao nghĩ là chắc phải tìm thêm công thức, kiểu như làm hủ tiếu mỹ tho hay gì đó cho người ta thấy lạ miệng. Không đâu, ngon miệng chưa chắc gì đông khách. Chứ sao nữa? Phải ngon mắt nữa. Say! Tuyệt vời! Ngày hôm nay lên cho anh em cửa hàng cực phẩm hủ tiếu gõ của em cây nhỏ. Vô. Mọi người vô ăn đi. Cứ thưởng đi. Vô. Cứ thưởng luôn à. Vô. Mọi người, vui quá mọi người ơi. Vậy, đồng á, bây giờ mày vô mày làm cho đàng hoàng nha. Ok anh ơi. Vô. Ê, bước đầu vậy là ngon quá nha. Trời, chứ sao? Kiếm nhỏ đâu vậy? Bách xa thư giãn. Trời đất ơi, cái gì kêu cởi quần bà nội? Ăn hủ tiếu có khi nào bị suy đa không? Trời ơi, ghê quá. Thôi, con lại má, tôi làm lại má. Thôi. Về lo giữ chồng đi, về giữ chồng đi má ơi. Lẹ lên. Trời ơi, đâu? Trời ghê quá, để tôi về giữ chồng. Cái gì vậy con, từ từ con. Ôi, ghê quá. Tiếu gõ, em gái nhỏ, ghê quá. Mày làm cái gì vậy? Nó sao thư giãn? Ủa thư giãn thì người ta đấm bóp dắt hơi đồ kia thôi chứ làm cái gì vậy, tụi quần ta ra. Trời ơi, phải làm từ A tới Z thì mới thư giãn chứ mấy anh trai. Trời, bình thường tao thư giãn đơn giản lắm. Thôi, mày đi giùm tao đi. Đi. Á hèn chi, hôm bữa lúc tao mướn nó hứa với tao là nó sẽ giúp mình ăn khách. Khách cơ. Sao buồn buồn vậy? Quán không có dịch vụ, không có thư giãn nữa nên buồn à? Rồi, đây. Con bé buồn quá mày. Mà không hiểu tại sao. Ai bị bồ bỏ hả? Mày vô duyên vừa thôi. Đụng chút nỗi đau của người ta mà thấy không? Tao né bớt rồi, tao tính hỏi nhà có người mất hả? Bớt đi. Mày bởi vậy. Tao đâu biết bồ nó bỏ nó. Bình tĩnh. Có gì từ từ nói, đừng có suy nghĩ dại dột vậy. Thằng bồ của em á, nó bỏ rơi em rồi, trong khi em đang mang thai. Trời, khốn nạn thiệt chứ. Mấy thằng vậy á, bỏ đi, đừng suy nghĩ tới. Anh biết rồi.
Thằng này kiểu như là dạng quốc ngựa chi phong đúng không? Nó chơi em cho đã, cho em tàn, xong rồi bây giờ nó bỏ em đúng không? Anh nói gì vậy? Em ngon vậy mà anh kêu em tàn. Cách đây mấy ngày nó còn kêu em đi thấy hoa hậu á. Nhìn đi, nghĩ sao vậy trời? Con này mù quáng gì ta? Nhà em giàu lắm đúng không? Đúng rồi, nhà em ở Thảo Điền á. Tính cả dãy luôn á. Rồi nói luôn. Đúng. Tiếp tục câu chuyện đi, tụi anh hiểu rồi. Nó nói em á, là tại sao đang quen nó mà lại đi ngủ nhà thằng khác. Thằng ghê tàu lao. Nhiều khi em đi công tác rồi ngủ nhờ bạn đêm có gì đâu. Có làm gì đâu đúng không? Ủa anh? Không làm gì là sao? Lâu lâu mới qua nhà trai đẹp ngủ mà tự nhiên kêu không làm gì. Em đâu có bị ngu đâu. Em đẹp mà. Nói gì vậy? Là có béo luôn hả? Dĩ nhiên. Sao trời, ăn nói xà lơ. Ủa vậy nó bỏ em đúng mà. Ừ. Rồi. À, thằng nói sai. Lâu ta ngủ có một lần làm gì thấy ghê. Ờ. Ít ra mình có vợ có con nhau rồi phải tha thứ cho nhau chứ. Đúng rồi, đúng nó nghĩ không có thoáng gì hết trơn á. Phích 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 cái là thôi đúng không? Qua đường thôi à. Yêu tình yêu mình vẫn yêu cho thằng đó. Đúng đúng. Với lại thằng đó nó suy nghĩ thiện cận. Tại dù sao thì nó không nghĩ cho em, nó cũng phải nghĩ cho đứa bé con của nó, đúng không? Đúng. Hay á. Con của nó hồi nào? Hả? Mặc dù á là em không biết cái đứa con này là của ai, nhưng em chắc chắn rằng đứa con này không phải là của nó. Tại vì nó đến sau cái thai này nè. Ủa vậy ba đứa bé là ai em không biết luôn hả? Em cũng cùng thắc mắc với anh á. Giờ á có tiền mua hủ tiếu gõ mà không mua được ba cho con em, nó khổ quá à. Làm sao mấy anh ơi? Cô vậy ta bỏ chạy rồi. Đúng rồi, ta cũng đến với cô vì tiền thôi à. Vậy anh có cần tiền không? Có. Ê, mày tính bán tao hay gì? Không, anh chỉ cần giúp em một ngày thôi, rồi em đưa anh tiền. Anh giúp em thoát qua kiếp nạn với ba em đi. Dạ, tôi chỉ cần bán 300 tô hủ tiếu một ngày thôi, chứ tôi chưa cần tiền. Đơn giản mà, em sẽ mua giúp anh 3.000 tô luôn. Ok. Ở gì hả? Mày nghĩ lại đi, trời ơi, đây là cơ hội của mày đó. Bài biết bao nhiêu trò không được, nãy em thấy không? Giả trai đẹp ra đứng múa phèo rồi đó. Sao mày không làm đi? Anh được không? Xấu quá à, ba em khó tin lắm. Thọt cái đũa không vậy? Ờ, anh đen này đi. Tùy mày à. Tao là tao cay nó rồi. Dù mà giờ đang đóng giả làm bạn trai của nó, tự nhiên cái nói thương nó mà đấm nó, ông già nó cũng không tin. Rồi, bây giờ sao? Dễ lắm, bây giờ anh tới gặp ba em, xong rồi anh nhận cái thai này nè. Là xong mà. Tại vì em đâu có ở chung với ba em đâu. Một ngày thôi nha. Thì dĩ nhiên rồi. Bây giờ em mà gặp trai đẹp khác á, là tôi cho anh ve liền à. Chứ nhìn anh á thì cũng đỡ thôi à. Chứ đen dơ hôi hôi vậy á, not my go, anh hiểu không? Ê, thôi đi lẹ đi, đi về nhà tôi đi. Chứ giờ ba tôi cũng đang đi tìm á. Đi. Con gái. Ba. Này con biết gọi ba hả? Mày biết ba đi tìm mày khắp nơi không? Tao lại nghe nói cái thai này là thằng cha nó bỏ rồi phải không? Mày mới đi trốn tao đúng không? Có đâu ba, ai trốn đâu. Đây cha của nhỏ. Mặc dù con bán hủ tiếu gõ thôi nhưng mà... Tôi không có nói vấn đề bán hủ tiếu. Cái bộ đồ nó quan trọng nè. Nó có đáng tin á. Tuy con vậy nhưng mà con thương... Tên gì? Thương bé nơ thiệt. Thiệt không? Dạ thiệt. Hay là nó đưa tiền cho cậu để cậu nói dối tôi. À, không. Tụi nó thương nhau thiệt á. Rồi cái này là cái bầu của con này thiệt nè. Con có chứng kiến mà. Chứng kiến sao? Cái gì? Chứng kiến... bữa chứng kiến tụi nó đưa nhau vô khách sạn thôi. Còn quá trình thì không biết. À, có vô khách sạn. Vậy bữa nào rảnh hai đứa cưới đi. Anh được. Anh giải thích đi. Chuyện này là sao? Anh được.
Chuyện này là sao? Giải thích đi. Anh đã phụ bạc 3.000 tô hả? Con gái, chuyện này là sao? Con giải thích đi. Hey, mày giải thích giùm tao đi. Mày lại đây, tôi giải thích cho. Đi, 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 đi. Được chưa? Má nhức đầu phải chết. Bác, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Con và anh ấy không phải là người yêu của nhau đâu. Anh được. Anh với cô cứ giả vờ tiếp đi. Không ai biết em với anh là người yêu của nhau đâu. Anh ấy nói cho em nghe hết rồi. Em hiểu chuyện lắm. Này, lần này anh được mua bánh rồi đó. Cảm ơn cô gái hiểu chuyện ha. Tôi cũng đã hiểu chuyện luôn. Về. Đi về. Cậu diễn tốt à? Diễn tốt lắm. Ơ, thế là cô kia cô thất hứa à? Anh đấy nhá, đừng có mà hiền lành tử tế quá để cho người ta bắt nạt ăn hiếp đè đầu cưỡi cổ. À, mày ra đây làm gì? Thế em ra em đếm xem thử anh bán được bao nhiêu tô rồi này. Nhưng mà vừa mới mất 3.000 tô xong thì chắc cũng chả còn tâm trạng đâu mà đếm nhỉ. Không sao, em là người hiểu chuyện. Em đi về trước đây. Chào hai thanh niên. Tới ăn trực nữa hay gì? Không, tôi tới đây trả tiền ngày hôm trước. Thôi không cầm vậy. Tôi muốn nghỉ luôn rồi. Tôi không biết phải làm gì nữa. Tại sao cậu lại bi quan như vậy? Cậu biết là cánh cửa này đóng lại thì ắt hẳn sẽ có cánh cửa khác mở ra. Cánh cửa nào nữa bây giờ? Đây, chìa khóa cánh cửa khác đây. Tôi là Bầu Sôn, chuyên gia tổ chức các sự kiện âm nhạc. Tôi có kinh nghiệm rất nhiều trong việc đưa những người như cậu một bước nổi tiếng. Và tôi thấy tiềm năng của cậu, và tôi mời cậu về công ty của tôi kết hợp với nhau. Không, ông đừng giỡn với tôi. Tôi không hề giỡn. Tôi có kinh nghiệm hơn 10 năm rồi. Cậu sợ bị tôi lừa à? Cậu có cái gì để cho tôi lừa? Với lại tôi đâu có ngu mà bỏ số tiền lớn ra để đào tạo một người không có tài năng. Cậu muốn thành công á thì phải chọn đúng con đường của mình. Phải biết điểm mạnh của mình là gì, sở thích của mình là gì và mình phù hợp với điều gì. Tôi cảm thấy cậu rất có tương lai. Thử xem sao. Cảm ơn ông nha. Hàng bạn tôi nó nhận ra rồi. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi sẽ theo đuổi đam mê của mình tới cùng. À, xin lỗi, tôi không thể nào nhận cậu được. Tại vì tôi thấy cậu không có tài năng. Ngoại hình thì cũng không ổn, ù lì, ục mịch. Rồi đạo đức thì không được tốt lắm nữa. Nên xin lỗi cậu. Ủa, tôi nói là tôi sẽ theo ông đâu mà ông nói đòi nhận tôi. Tôi theo đuổi đam mê của tôi là tôi theo đuổi trở thành game thủ. Tại vì tôi rất thích chơi Liên Quân. Liên Quân là chân lý. Ê, vậy bây giờ đi luôn hả? Ê, nếu mà bây giờ mình đi đó, là Tết nay tao ở nhà tao chơi mình á. Cứ ở chơi ăn Tết với bạn xong đi, rồi đi với tôi. Đúng rồi, Tết này ở lại chơi Liên Quân với tao đi. Với lại chơi Liên Quân việc đầu xuân là giúp mang lại tài lộc, trí tuệ, sức khỏe cho mọi người trong các mối quan hệ, tình yêu và công việc nữa. Ê, tao phát hiện tài năng mới của mày nè. Không phải game thủ đâu. Chứ gì? Mày làm quảng cáo. Tự nhiên tao bị tiêm nhiễm á. Mà tao đọc một hai lần là tao nhớ à. Tự nhiên cái tao coi Liên Quân tao quảng cáo á, tao nhớ lắm trong đầu luôn á. Mà sao Liên Quân không mời tao quảng cáo ta? Chắc là chưa đủ đô mạnh để làm cái clip gửi cho Liên Quân. Có Liên Quân, vui mừng mùa xuân. Dạ, con cảm ơn bác. Cũng hơn là nhờ có bác á, cho nên con có động lực để làm rapper nổi tiếng như ngày hôm nay. Bác xin lỗi con. Ủa, sao tự nhiên xin lỗi con? Con cảm ơn bác còn không hết nữa mà. Bác cho con tìm hiểu Thảo nha. Con không muốn hiểu nữa đâu. Ồ, được. Ấy, mày về, tao cản mày không kịp. Mày đi về đi. Ủa, sao tự nhiên vậy? Anh được. Anh qua tìm em à? Hẹn quá lâu lắm mới được gặp anh. Anh thành công rồi. Bây giờ
mình chính thức được quen nhau rồi đó. Hả? Em xin lỗi. Bác cũng xin lỗi. Tại bác cản hai đứa nó không có kịp. Tao xin lỗi. Mày nói gì? Hai năm qua có nhiều biến động quá. Kể từ lúc mày đi, Thảo vẫn một thói quen là đến quán của mình ăn hủ tiếu. Một ngày nọ Thảo nói Thảo thích tao. Anh bình tĩnh. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Vợ sao còn hấp dẫn hơn. Mày biết tính tao mà. Tao không bao giờ yêu người yêu của bạn tao. Hên nha mày. Cái mày có gì rồi chết mày tao á. Nhưng mà tao vẫn phải là người chịu trách nhiệm cho cái bầu của Thảo. Con chó này mày sao? Nè, ngồi xuống. Cậu bình tĩnh. Đây là nhà của tôi. Nè, khúc sau hấp dẫn hơn. Còn khúc sau nữa hả? Ừ. À, thật ra tao không phải là người làm Thảo có bầu, mà là một thằng khác. Ít ra mày không phản bội tao. Thằng đó tao giới thiệu cho Thảo. Ê, mày... Anh bình tĩnh. Em biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì. Nhưng mà mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Tới đó mà còn không như anh nghĩ nữa hả? Hai người chia tay rồi. Nó bỏ em. Nó hãm hiếp em. Nó là robot. Nó là Rolando. Có. Chứ sao em nói đại đi chứ em cứ làm hoàng hoài. Thì nó dám về dẫn mặt gia đình hai bên, xin cho bố mẹ cưới hỏi đàng hoàng, sau đó cưới em rồi làm em có bầu. Bất ngờ chưa? Em giỡn mặt tôi hả? Không. Hả? Sao vậy Thảo? Em đã nhận ra là bản thân em không hề mê anh, mà em chỉ mê món hủ tiếu của anh thôi. Sau này em mới phát hiện ra anh không phải là người nấu hủ tiếu, mà chính là anh Hy. Chính vì vậy em đã mê anh Hy. Nhưng mà tao không thể nào quen Thảo được, nên tao giới thiệu cho Thảo cho một thằng nấu hủ tiếu ngon hơn tao. Đúng vậy. Em biết là em làm như thế này sẽ làm tổn thương anh, nhưng mà biết sao bây giờ. Người ta nấu hủ tiếu ngon hơn anh, người ta giàu hơn anh nữa. Bây giờ anh nổi tiếng rồi, anh có tiền rồi. Nhưng mà cho dù anh có tiền nhiều như thế nào cũng bằng người ta. Người ta vẫn giàu hơn anh. Anh không nhớ là cái rap show của anh lần trước là ai tài trợ à? Chính là cái xe hủ tiếu của chồng em đấy. Nhà tài trợ kim cương Hugo. Mà là Hugo. Là hủ tiếu gõ hả? Với thông điệp người vợ thương yêu nữa chứ. Anh được nè. Em biết là anh lụy em lắm. Em cũng biết là anh yêu em nhiều. Nhưng mà biết làm sao. Nhờ vậy mà em nói ra anh thấy nhẹ nhõm hẳn. Thật ra thì anh đâu có thương yêu gì em đâu. Chẳng qua là anh bám vô cái ban hủ tiếu gõ đó để thực hiện đám mê bé bác vậy. Má mày đừng có Thảo ơi. Thôi nó về rồi, hai đứa ở đây chơi đi, ba vô coi chuẩn bị đồ đạc rồi qua chúc Tết anh chị xui nghe. Dạ bác vô. Hên quá, nó không biết chuyện hai đứa mình. Hai đứa mình có làm cái gì đâu mà biết. Anh kéo em lên cao thủ đó. Ha. Trời ơi, hên á, nó mà biết được anh kéo em chơi liên quân chung á hả, nhiều khi nó còn ghen anh hơn ghen chồng em nữa. Hên mà nó không biết nên giờ mình còn được chơi liên quân.
Ê, không mấy giờ mình lấy Liên Quân ra mình mở bát đầu năm đi. Hên được cái là lên luôn. Em lên sẵn rồi, giờ tới lượt anh đấy. Hai chúng ta cùng lên, lên, cùng lên, cùng lên. Mùng 1 Tết Liên Quân, dinh quà rước lộc, vô Liên Quân thôi. Bây giờ là đất khó em ơi. No. Thấm vào môi, thấm vào tim. Đây là Ronaldo. Khó. Ai xuất hột mà. Ai xuất hột mà. Vô chơi. Chết vô rồi, phải chết tới nhé. Được. Ờ, nhưng mà tôi không ăn cay được đâu. À, không ăn cay hả? Hủ tiếu. Cái con cay. Cái gì không cần được. Nếu không ăn cay thì không ớt mà không tiêu. Nhét mà không biết thì không tới mà không tiêu. Hủ tiếu. Đúng, hủ tiếu. Hủ tiếu vui tươi, nếu anh thích em, nếu anh thích thì em chiều. Vì đời vui cười không đắng cay nha anh yêu. Ừ, nó nói cho anh. Ổn rồi đó. Vô nó lượt mẹ, cái này mẹ đây. Đây. Vô là hủ tiếu ba. Đồ không ba, vô bây giờ là hủ tiếu ba. Ai đâu. Quên. Bye. Ôi, áo nét luôn là chơi ác. Nãy được tới đó còn nãy là phim mình dẫn dở. Rồi, 35.